người xe này còn có mua hả? Rồi nhà đèn nó khác mà, cái xe nhận đi Hà Nội kìa. Xe có gắn sẵn, cái dán sẵn đi Hà Nội mà nó dắt ra vì xe đi kiểu đi. Chả nói xe bây giờ, không xe bây giờ đó. Xe đi Hà Nội chắc này đi chịu đường nhà đèn. Cái là cũng đẹp hết.